Vài giới thiệu với anh em một con CD của piano mã là PDHS7. Thì con này thì em bán khá nhiều rồi. Em bán thì nói chung là anh em thì chưa một ai chê trách trong cái tầm giá của nó. Vì sao em làm con này nhiều? Vì trong cái tầm giá của nó ấy, một là đẹp. Nó thiết kế một cái nhìn rất chi là gấu, và có một cái rất hay đó sử dụng là cái đĩa ngược. Đấy, cái đĩa phải mình quay ngược cái đĩa lên khi mình cho vào. À, tiếp theo nữa thì là con này là có liền một cái bộ giải mã, kèm theo là nó sử dụng luôn hai con chip giải mã của CD. Nó là con 1702 một đôi đấy, giống như Denon S10 mắc đôi. Thế nhưng mà cá nhân em thì em thấy con này hay hơn. Đấy. Nếu mà nói để mà so sánh là cái tầm CD 10 triệu mà có cả DAC rồi các kiểu ấy, thì em nghĩ chả con nào vượt qua con này thật. Thực sự luôn, kể cả trên 10 triệu. Còn dăm ba cái con Dark nùng nủng hoặc là ma răng 7004 chớp mắt luôn. Thật sự luôn. Không phải là em ấy đâu, nhưng mà em đã test trực tiếp, và cũng không phải một mình em mà rất nhiều người ngồi và cùng trải nghiệm. Đấy. Nên vì sao mà em đánh giá con này khá cao trong cái phân khúc mà tầm 10 triệu đổ về CD và chơi Dark liền. Ví dụ như anh em nào chơi CD có một bộ dàn đâu đấy mấy chục, nói luôn là mấy chục, muốn chơi một CD vừa giải mã thì đây là một con cực kỳ là tối ưu trong giải pháp chi phí và chất âm nó mang lại. Em phải xin nói như thế luôn. Nếu mà nói anh em chơi con này không hề thất vọng luôn. Để mà nói thì Pioneer thì nó làm con này khá kỹ, có hẳn hai nguồn rời, mỗi một nguồn dành cho một cái độc lập. Thí dụ như CD là một nguồn và giải mã là một nguồn, chạy chung trên một con 1702, một đôi 1702, có hai cổng, và hai cổng vào là cổng optical và cổng cao siêu. Thì khi mà mọi người dùng dùng DAC thì mọi người cắm digital in ở đằng sau, và mọi người ấn chữ dark mode này, đấy, optical này lên 48 Hz là mình chơi được dark này. Cao sờ này là cổng cổng cao sờ là cái cổng dây của chúng AV đấy, nhưng nó là dây đồng trục 75 mm. Còn đây là về CD thì con này về với tình trạng là đẹp mặt trước này, về cái phần nhôm kính ấy, là đẹp xuất sắc luôn, còn nguyên tem cờ này đấy, và bị chỗ này này cấn một xíu. Còn cái em không biết là do cái này là không nhớ lắm, là lúc đấu không để ý lắm, mọi người để ý. Còn cái đĩa này mọi người, em còn chưa cả vệ sinh luôn này, còn nguyên luôn đấy. Và em test qua một cái ấy nhá, một cái cái mấy cái phôi đĩa để anh em cùng thưởng thức nhá. Đây là cái phôi tàu đấy, phôi tàu nó làm giả từ ngày xưa, thì từ năm chín mấy 2000 đấy. Con này thì nó không kén đĩa nhá, đĩa nào nó cũng đọc cũng khá là nhanh đấy, nhận bài khá nhanh, không vấp. Đẹp, nói chung là đẹp, nhìn nhìn nó khỏe đẹp. Đây mọi người nick bài đây nhá. Đẹp. Con đường xa lạ.
Tiếp theo là cái đĩa của một cái đĩa phôi mới, bây giờ anh em hay chơi, cái phôi của một nhà sản xuất trong Sài Gòn. Anh em ai mua này em hỗ trợ khiển 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 đấy nhá, khiển học nhá. Vì khiển gì em còn có đúng cái hay là không đúng. Tắt phần đĩa nhá, em tắt phần đĩa cho mọi người sẽ mọi người nhớ là để đĩa ngược lên trên nhá. Đây đĩa thì mọi người sang phần DAC này thì nó hiện DAC cho mọi người ấn input vào là ok. Nói chung là bây giờ muộn rồi nên là em test các chức năng ok, mà con này em đảm bảo nó là hay vì em bán khá nhiều rồi và các anh em thì không ai dám chê trách gì cả trong cái phân khúc tầm chục triệu về đây nhá. Đằng sau này nó có hai cổng này, đây là cổng cổng vào này, digital in này, đây mọi người nhìn không, hai cổng này, digital in này, digital out này, cái này mình xuất ra cái đồ tín dụng tín hiệu khác có digital. Đấy. Và hai đường xuất của nó này, hai đường này mạ vàng nhá. Đấy. 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 Sáng choang luôn. Nó cũng nút ra luôn, đằng nào cũng ấy rồi. Đằng nào cũng muộn rồi. Con này nguồn rời nhá, anh em có thể nâng cấp nguồn luôn. Nâng cấp dây nguồn luôn. Đấy. Rồi, ok, thank you anh em.